Anh em có nhu cầu mua league dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shop league rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Xin chào mấy anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm kỷ niệm cho em Luyện nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với em ABKM Dragon. Con súng huyền thoại các bạn. Ai da, ghê quá vậy. Để xem là hôm nay chúng ta trở về với lại cái con huyền thoại này, xem nó còn uy lực, có còn mạnh mẽ không. Nói chung là cái con Dragon này thì anh em bắn ở những cái phòng rifle thì nó sẽ kiểu phát huy được cái uy lực nhiều hơn là bắn ở những cái phòng đấu sniper như này. Mà cái map hộ đăng này thường thường nó lại đục thùng khá là nhiều. Có cái điểm nhược điểm của em con Dragon này thì nó nói chung là nó không đục được thùng ấy anh em. Nước một thằng này. Nghe chừng cái vẻ bên kia căng á. Đi đâu vội vàng thế. Vẫn cứ là uy tín anh em ạ. Úi dồi ôi cái súng này. Khỏa cả súng rồi anh em ạ. Thầy cuối B hả? Ừ hay nhờ. Quá phê, quá phê. Anh em thấy gì chưa? Những con súng mà nó đi vào huyền thoại thì bắn nó vẫn cứ phê kìa bạn. Màu mè nó vẫn cứ là ổn. Đây này, có thằng đứng ở góc này này. Chuyên đứng ở góc này bắn. Thằng Tuấn Anh này, thằng Tuấn Anh 6789 này. Mấy thằng bên đấy toàn kiểu có cái bài đứng ở góc này. Khoái bắn góc ấy, giờ lên nhà luôn. Căng vậy hả? Căng bình thường. Anh Tuấn Anh gánh lỗi không á? Tuấn Anh ao rồi. Mẹ nói câu đấy Tuấn Anh ao rồi. Hỏi Tuấn Anh gánh lỗi không là Tuấn Anh ao liền. Em thấy gì trong chiều lóng bực? Lóng bức hả? Lóng thật mẹ. Mấy hôm nay ở khu vực miền Bắc là lóng vãi trưởng không ạ. Sao mà đây đéo mưa cho hôm đi. Cuối B2 thằng này thay nhau đứng chỗ này nhỉ. Mày đứng đấy nha, mình chỉ anh em cái cách mà bắn kiểu ở cái skill mà nó đứng ở cái cuối B đấy. Anh em cứ nhấp nhấp vào cái chỗ mà khe cuối B nhỏ thôi. Kiểu gì là cũng lượm. Anh em kê tâm nhưng anh em phải nhấp nhá. Anh em phải nhấp thì mới giết được nó. Anh em mà không nhấp là ấy đấy. Anh em mà không nhấp là nó bắn cho hư người đấy. Ngày mất đi em. Đây cầu A này. Đây, thấy cái đầu nhảy đây. Đấy, nhảy đây. Ở đây, quay lại đấy. Đây. Ôi, định mệnh nó nhảy lên hẻm ạ. Vãi trưởng. Úi dồi, cố tình đục chết luôn ạ. Học ma thế. Hẻm B1, cầu A1. Ma đã chạy rồi, bỏ rồi mà nó vẫn đục được mình anh em ạ. Được thế nhờ. Quá, mình cầm 3 red hoặc 200 là thằng ấy liệm rồi đấy. Không có cơ hội để cho đục đâu. Căng cân kèo, nói chung là team này phòng này cân kèo đấy. Hai bên easy. lại nhắc cái easy lại nhớ đấy em chứ. Easy love. Cuối về này. À, có thằng nhà C4 này. Mày nhà C4 hả mày? À, đây này anh em ơi, có thằng ở nhà C4 ở đây này. Đi đâu? Dốc nước này. Ôi trời ơi, nghe phốt rồi bạn ơi. Tỉnh táo lên, tỉnh táo lắm. Ê, nhà nó này. Nhà nó một thằng nhá. Đi đâu đây? Hai thằng này khả năng nó cầu A đấy. Trời ơi, y bài luôn anh em ạ. Ê, hẻm A. Hẻm A đầu A thôi. Một nó đi lên, hai nó quành lại đấy. Hừ, hay đấy. Trời ơi, được chưa anh em? 16-2 anh em ạ. Được vãi trưởng. Vẫn cứ làm cái gì đó nó vượt trội anh em nhờ. Cầm khẩu này mà bắn vượt trội so với team luôn là cũng là kinh khủng đấy. Đây này đấy. Có khe này anh em nhấp này. Đó. Nó giạt ra cái là thò tay cái là bắn liền luôn. Hoặc là thấy chữ đỏ cái là bắn liền luôn. Anh em phản xạ phải nhanh vào. Phản xạ không nhanh là nó bắn chết đấy. Cầu A này.
Rồi may quá hút được thằng anh em ạ. Đấy, nhà nó lia thật này, cầu A con này. Đây này, đó. Nguy lắm mà. Cái thằng này mất em này chuyên ra bắn ở cái cầu A này. Bên BL chuyên ra bắn cầu A, còn bên GR chuyên ra bắn cái nước B. Anh em cứ để ý nhớ tên. Đó. Mình đi bắn mình hay nhớ tên lắm. À, còn thanh niên nào nhỏ nhỏ ra cái góc này không? Nhỏ ra góc này chết liền. Liệm liền. Ui. Không được thằng nào luôn hả? Wow. Anh em bắn cũng cắt được chưa? Được thế à? Bên kia đang có tình trạng gọi là ao dần rồi đấy. Bị bắn chết ở đây nhiều quá, anh em không thằng nào dám ra nữa. Ra đây. Này, nó vẫn đứng này, nó vẫn đứng này. À. Ui, bên mình toàn bắn AWM với lại TRG đấy. Bên mình bắn toàn súng củi đấy. Bên kia toàn súng ngon, bên này toàn súng củi, bên kia không ăn được cả. Cầu A này. Ui, mẹ vẫn đục được ạ. À. Ảo thế à. Cầu A, thằng này chỉ cầu A thôi. Lên vã đi anh em. Ông này treo ở CB làm gì đấy? À, ông này treo ở CB để mò. Để mò cái chữ là bom rơi ở đây. Ui dồi ôi. Anh em bật cái đấy thì anh em cứ Z4 là được. Khiếp quá anh em mò gừ kinh thật. Còn mò cả chữ anh em ạ. Cầu A đấy. Ui dồi ôi, còn ba ông này. Gì phải khổ thế anh em nhở? Đang win mà, ba người mà đang win nữa. Lên mà dã nó chứ. Gì phải thủ quả C4 khổ sở ghê cơ. Nó clear lại. Ờ. Ai ra được ta. Được. Nói chung là được. Bên kia ăn hành hơi sâu. 72 rồi. Không biết là bên kia có bật không. Hôm nay vào league của em luyện. Thì thấy là league của em luyện nó nói chung là cũng có mấy con súng bắn đi bắn lại nhiều quá rồi anh em ạ. Mà mình vào một cái kho đồ của một cái league nào đó mà nhìn thấy mấy con súng nó bắn đi bắn lại nhiều quá, thành ra là mình cũng không muốn bắn nữa anh em. Thế là nhìn thấy con AWM Dragon này thì bảo thôi làm một trận AWM. Với lại dường như là mình bắn ở trên cái kênh của mình ấy, mình ít khi bắn AWM ấy. Thành ra là mình mới vác AWM mình bắn. Thi thoảng đổi gió đi bắn M200 Barret. Barret M200 mà nó uy lực ở trong cái phòng này rồi, không nói. Thi thoảng đổi gió bắn AWM cho nó phê anh em ạ. Cầu A còn thằng đấy. Đây này. Để tôi. Tiếng súng này tí rồi sấp đôi nhá. Ông kia ông dám che mắt tôi. Theo à. À. Ấy à, nhà này. Ờ, hay chưa. Già vẫn ngu à. À, thanh niên đập quả tên ác phết nhỉ. Thanh niên đập quả tên này là không ai chửi được đấy. Không biết già là bao tuổi rồi, khả năng ông này già chắc khả năng 18 đôi 10 gì đó. 18 đôi 10 đã là già chưa anh em. Yo, được rồi đấy, bật anh em ơi. Bật đây. Đúng rồi, bắn phải dưới này này anh em. Bắn phải áp đảo lên như thế thì mới phê pha được. Hẻm B ấy hả? Đã lên B rồi hả? Úi rồi. Lên nhanh vậy. Vừa thấy đồng đội chết ở cái hẻm B, cái cuối B xong rồi đã lên B rồi hả? Phải tốc biến à? Rồi bắn thế thôi anh em ạ, bắn giữ khách thôi anh em. Team mình khả năng đang giữ khách đấy. Bắn mà áp đảo lên 12-1, 12-2 thì khả năng là team bên kia họ không chơi đâu. CB còn thắng 6, thắng ta. Đúng luôn. Hồi sinh ở đó à. Ui được. 9-3 rồi, khả năng sang BL. Không, bắn ở GR thì lên anh em lên bắn những cái trận đấu mà nó căng lên xíu. Sang BL nó khó rút lắm, nó khó công lắm. Mình bắn ở góc này á,
Mấy ông kia không ra luôn này. Đâu rồi? Để tôi xem mấy thanh niên nào. Cứ nhảy nhảy góc này rất là khó chịu nha. Mình đi cái hẻm B mình rút lên là rất là bị khó chịu. Nó cứ lách, nó nhảy, nó bắt chéo chân ra, nó bắn chết. Đứng này canh cái bằng bằng không ra thôi anh em ạ. Ngày mai em vẫn ở cầu A nha. Đâu rồi? Ngày mất em này. Ấy à, không ra đạn anh em ơi. Trời ơi, vào đúng chỗ chết rồi. Người anh em vào đúng chỗ chỗ tử rồi. Đứng nguyên đấy. Đứng nguyên đấy. Đứng nguyên đấy này. Đây, nhà nó một nha, nhà nó một nha. À, bắn rớt cái sợi lông đít của mình rồi. Có một thằng nhà nó, mà thằng có ai thì phải. Ui dồi ôi, kê tui hả? Nhìn mà kê vậy, kê ghê vậy. Hay cầu A thì phải, chỉ cầu A thôi, ừ đấy. Cầu cầu cầu. Ngày mất em, úi dồi ôi, cũng out luôn rồi, ngày mất em nó cũng out luôn rồi. Hay cầu A đúng không? À, lưng ớ nó chạy mẹ ra lưng A rồi. Ui giời ơi, trúng chưa? Lo lại uy tín luôn anh em ạ. Trời ơi, đọc tham minh như thần luôn. Lai sợ. Nói chung là được. Đội bên xem đây có thằng nào bay không? Ây à, vừa bó cái tấm cái nó bay ra đầu A luôn ạ. Đó, sang bên đây mới khó công này. Này, hành đang này. Thằng này cầu A đấy, vừa giết đồng đội mình cầu A kìa. Cho hỏi ai đang chơi các này vậy á hả? Ai vậy? Đức Bồ hay là ai vậy? Đốc nước, hay quá nhờ. Ủa thế mà nó không nhìn thấy thằng cuối B vậy? Thằng cuối B đứng ở đâu mà sao nó không nhìn thấy mà nhảy nước nhỉ? Thôi 32 mạng chết 4 rồi anh em ạ. Được chưa? Ok chưa, ok chưa. Cứ là uy tín thôi. Ấy trúng rồi đấy. Ấy lại trúng nữa kìa. Ấy không có lần hai nha. Hẻm B cuối B đấy, cẩn thận nhá. Đi đâu vội vàng thế. Ui dồi ôi, nước B nó xuống luôn kìa. Ông nước B cũng không có bờ tôi ạ. À, cái ông Ngọc Eva này ông ấy để xuống để bắn chết tôi luôn. Phí quá, phí quá. Lâu lâu cảm giác bán A với cái M vẫn uy tín anh em nhờ. Úi dồi ôi, bài ác thế. Cẩn thận cuối B nhá. Lúc B này. Lúc B có một thằng á, kiểu gì nó cũng giạt xuống à. Giạt xuống đấy. Ấy vào chân kìa. Trời ơi vậy thế, vào chân chứ. Đó, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ nha, có móc nhà ấy. Đây, lên hẻm B này anh em ơi. Đây, 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 trong B này. Hay, đầu đầu B còn này, nó nhảy cao B này. Ui, nhẹ chân thôi, gửi game. Ui, giời ơi, tôi bảo nhẹ chân thôi mà. Đi cứ bộp bộp vậy, sao nó không bắn hẹo được. Trong B ấy. Lúc B kìa. Ừ, ông này cũng không biết gì luôn ấy. Nó bắn 3 viên, không biết gì luôn. Ôi, đi hẻm B mà đi bộp bộp vậy người anh em. Anh em đi tất cả trong mọi tình huống anh em đi phải nhẹ nhàng thôi. Anh em đi mà lộ phốt một tí thôi là nó bắn cho quẳng luôn ấy. Ok. Ui trời ơi, đùa chứ, đồng đội lên đến đầu A sao mà nó đứng ở giữa hành lang nhờ. Ui tôi thấy có mấy ông đứng ở cái đầu A này luôn đấy. Đen rồi đấy. Cuối cuối lại đen rồi đấy, an toàn một mạng không à.
Ép lên đi anh em. Tài thật. Cái pha này là ba ông đứng đầu A luôn, một ông đứng dốc nước A luôn đấy chứ. Ai nè. Mày bắn cũng slap viên 1 đấy chứ. CB cơ anh em. Nghe phốt chưa? Đây. Úi giời, đúng rồi, bật tầm kê sát này đẹp đấy. Mà kê có vẻ hơi sát nha, kê này có vẻ hơi sát nha, nó giạt nhanh qua là khả năng bắn hụt đấy. Kê được này. Ôi đầu A. Mấy ông này bắn TDG, bắn toàn súng cùi không vậy? Nó bắn bên này áp đảo phết đấy chứ. Rồi, xong rồi đấy. Tí thì hay. Có vào hành lang này, có vào nước này anh em ơi. Để ép cái nước lên cho xem nào. Anh em lười lắm. Mấy ông này chả ông nào chịu cover cái hành lang. Đó, đứng hết trên hành lang rồi. Ê, hành lang có một này. Có thằng chạy hàng B thì phải không ta? Hay nó hẹo với ta? Trong B còn thằng nữa này. Ây da, đục được có 45 máu anh em ạ. B hai thằng nha. Hay nè. Trong B hẹo chưa ta? À hẹo rồi. C4 rớt cầu A cơ. Ừ. Ây da. Nhưng mà gớm nhờ. Lại có cả. Ui giời, bất súng anh em ạ. Đâu thế này, cầu A. Đầu A này. Đầu A ép lên. Ui giời, mấy ông này bắn kìa. Ba ông đứng xa cam ạ. Đẩy lên dần đi chứ mà bắn chứ. Nhẹ thôi. Này, ông này lộ phốt luôn này. Ừ, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Thấy cái tình huống gọi là anh em đi phải bully, liếc là đi mu đi miếc rồi chứ. Đi một cái chạy bộp bộp thì người ta nghe đấy, mấy tiếng bước chân là người ta biết, người ta bay quay ra người ta bắn ngay à. Bắn phải nhẹ nhàng thôi. Hay rồi. Bắn cảm giác vất vả nha. Hai round nữa chốt đi anh em ơi, chốt đi cover, tôi lên là làm 4x cái nào. Làm 4x kin cái rồi nghỉ là đẹp. 4 cầu A, anh em đi 4 cầu A. Căng vậy. Hành lang này. Ui da. B à. Em B lên này. Ây da, vẫn còn thằng trong B đấy. Trong B1 anh em. Ô kìa. Sao thế nhở? Ô kìa. Đùa anh em kìa. Cầu ấy. Bố chạy cầu á. Ui giời ơi. Anh em bắn cái này hỏng hết. Hỏng bét. Nào nha, bắn chắc chắc anh nha. Ông thua đó. Để chúng nó sang bên từ lúc đổi bên rồi, để cho nó gỡ được 5 round rồi kìa. Nó lên 8-12 rồi. 4 round nữa là nó win mẹ rồi. Hay nè. Cứ nước mà phang nè. Hành lang nó chạy có một thằng với hai thằng ra đây mà bắn đi. AB của một thằng này. Lên đây, lên nhanh lên. Ôi nó chạy luôn ạ. Chạy luôn chứ, đây về xe này. Ui chân. AB. Chơi đó. Hay nào. Ui gì đây. Ui ơi. Bắn bình tĩnh thôi. Ui dồi ôi. Bắn đằng sau lưng nó mà bắn 7 viên đạn. Ui dồi ôi, bắn có khi là mít 2 viên thì bắn đến viên thứ 3 là mình đã phải can tâm cho nó cẩn thận rồi. Mình nhiều lúc mình đi bắn móc mình cũng bị mít đấy. Nhưng mà mình ít khi lắm, mít 1 viên hoặc 2 viên là cùng thôi. Mấy khi mà mít đến 7 viên được, sợ thế không biết.
Ui dồi ôi, cái bê đông thế. B3 thằng đủ luôn này. Hai. Bê còn hai đó, chốt đi. Ôi ôi, bắn AWM mà gánh gần 50 xác cái này mà anh em mà không win được nữa thì chịu chứ. Win rồi, trận này win rồi, ok. Ôi, clip của mình chắc là cũng sẽ kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.